来乐透半天，派对半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边与你每天，家中那些温暖从来都不倦，全力去做你被完全，让你出发好每一天，能回家可找到美丽乐园，始终家里最温暖。啊啊，sao vậy hả? Sao không cẩn thận gì hết vậy? Đến coi coi, bị thương rồi nè. Cẩn thận quá làm gì? Lúc nãy vừa nói em hậu đậu mà. Tại vì người ta không muốn em bị thương mới nói vậy thôi. Có đau không? Có người an ủi nên không thấy đau đâu. Để em thổi cho. Sao vậy? Tôi nghĩ tôi thấy thứ không nên thấy thôi. Ô trời ơi, vì cắt trúng tay, công việc giúp chị xem vết thương có vấn đề gì? Những người đang yêu là như vậy đó. Tụi con không làm phiền gì đâu, tụi con lấy đồ uống thôi. Chú lăn lăn nhiều nước uống lắm đó. Cậu có muốn tự lựa không? Anh nhìn đi, mẫu mới nhất quý này của channel đó, em xếp hàng cả tháng trời mới mua được, đẹp không? Nếu như ngắn lên tới đây, phần ngực thì xẻ xuống tới đây, vậy thì càng tuyệt vời hơn. Anh kỳ quá đi, em thấy đã xẻ sâu lắm rồi, phải mặc thêm áo ống ở trong đó. Ủa, hai anh chị ở đây hả? Hồng Tâm Như, thực ra lần sau em vào phòng có thể gõ cửa trước không? Phòng này của em mà, tại sao phải gõ cửa chứ? Hai người mặc kệ em đi, em ngồi đọc sách thôi à, không làm phiền anh chị đâu. Cuối cùng cũng còn lại hai chúng ta thôi. Hey, gì vậy? Nhìn gì? Áo em đẹp lắm hả? Eo của em hình như nhỏ hơn. Thiệt sao? Ừ. Sao em không cảm thấy eo nhỏ lại ta? Cho anh ôm thử thì biết thiệt hay giả ngay. Em có nói cho anh ôm đâu. Ôm xong cái eo nhỏ lại không? Hay là to hơn vậy hả? Chú à, tụi chú lên ngắm trăng đó. Hay là hai người cũng... Ê, cùng nhau ngắm trăng đi. Tôi đem nhiều đồ ăn giặt lên lắm nè, đúng ý không? Nó mới ôm xuống, sao lại ăn chứ? Tụi mình ăn đi. Tình quá à. Hai người tiếp tục ôm nhau đi. Coi như tụi này vô hình ha. Ở đâu cũng có kỳ lạ cản mũi, muốn được ở riêng hai đứa cũng không được. Ừ. Hai tay đều xách đồ, không có tay để bấm mật mã, em bấm giùm cho anh đi. Số mấy? 5456. Ồ. Để anh đưa em về nè. Sớm vậy, mới 9 giờ hơn thôi mà, để xem thêm một bộ phim nữa đi. Sao vậy? Không nỡ về hả? Nhà anh thoải mái như vậy, lại không bị tụi Kim Thành An suốt ngày làm phiền mà. Em muốn qua đêm ở đây sao? Được rồi, về nhà đi. Hơi, mất công sáng mai lại gấp gáp chạy về nhà thay đồ đi làm nữa. Hả? Nè, em qua đây. Nè, suốt ngày phải chạy đi chạy lại như vậy phiền phức lắm. Sau này hay là em để vài bộ đồ đây, để tiện mai mốt được thay. Anh kêu em để quần áo ở nhà anh, vậy kem dưỡng da đồ dùng thì sao? Em nhiều đồ lắm đó. Sợ gì chứ, nhà anh có nhiều chỗ. Với lại anh là đàn ông, quần áo trong tủ cũng không nhiều, nhét em vào cũng còn được đó. Nằm mơ đi. Ừ. Dạ, tối nay con không về nhà ăn cơm. Dạ, bye bye. Ừ. Tối nay lại lên nhà của anh ăn hả? Tối nay sau khi tan ca, mình đi mua thịt bò, về nhà em chiên cho anh ăn. Ăn xong còn được coi bộ phim nữa. Nhưng mà 5 giờ anh còn có cuộc họp, anh nghĩ là trễ lắm anh mới về nhà. Vậy em về nhà anh nấu trước ha, em có mật mã của nhà anh mà. Giọng điệu của em giống như là người vợ vậy đó. Người ta mà nghe thấy cứ nghĩ là mình cưới nhau rồi. Em có nói lấy anh hả? Đại tiểu thư đó. Dạ đại tiểu thư. Dạ tôi ăn xong rồi, tôi lên liền bây giờ. Dạ bye bye, em lên trước nha. Ừ. À cung, Mary có mật khẩu nhà cậu hả? Đúng rồi. Cô ta hay lên nhà cậu. Bạn trai bạn gái lên là chuyện bình thường. Cậu đem đồ dùng cá nhân của cổ để nhà của anh. Có vấn đề gì chứ? Thành thật chia buồn á. Nói gì ạ? Tức là anh không thể nào cho bạn gái tự tiện vào nhà của mình nhanh như vậy chứ. Rất nhanh, anh sẽ phát hiện phòng khách nhà anh, phòng tắm, phòng ngủ đều là đồ phụ nữ. Khi anh bắt đầu cảm thấy hối hận thì cổ đã coi anh như là nhà của cổ 365 ngày cũng không chịu đi đâu. Tôi có thể chính thức thông báo chủ quyền lãnh thổ của anh hoàn toàn nhường chỗ cho bạn gái Mary Hùng, bị cô ấy chiếm trọn tổ rồi. Từ đó anh sẽ phải nói với cuộc sống độc thân tự do của mình một lời bye bye. Làm gì mà nói nghe nghiêm trọng vậy? Tôi với Mary Hùng á, hai đứa đâu phải là tuổi trẻ đâu. Tụi tôi đều là những người trưởng thành biết suy nghĩ, rất biết cách tôn trọng không gian sinh hoạt của đối phương. Ba anh nghĩ nhiều quá rồi, đừng lo lắng cho tôi. Ê, thật ra trong lịch sử loài người đó hả, nguyên do của mọi vấn đề đều bắt nguồn từ sự lơ là ban đầu đó biết không? Anh không muốn bị Mary xâm chiếm nhà của anh thì mau nghĩ một lý do, thay đổi mật mã nhà đi. Hiểu mà, hiểu mà. Ba người các anh trong tình trường có thể nói là kẻ thất bại.
nhất định là thiếu thốn trầm trọng lòng tự tin và sự an toàn. Nhưng mà không sao, cho bản thân chút tự tin, hy vọng ở ngày mai. Ôi da, lấy nhiều đồ đi đâu vậy hả? Tất nhiên là lên nhà cung chơi trò nấu cơm rồi. Dì ba, dạo này dì hình như rất hay qua nhà anh cung đó. Hai người như vậy có phải là ở chung rồi hay không vậy? Vậy là ở chung hả? Dì chỉ thấy là lúc rảnh qua bên đó để có không gian riêng thôi. Tối hôm qua dì có về ngủ mà, chỉ là hơi tối. Đêm kia thì sao? Không nhớ. Có cần đem nhiều thứ vậy không hả? Nguyên cái vali luôn kìa. Thì mấy thứ đó mua từ những lần du lịch đó mà. Ba nói không có chỗ để, không cho chị chân ra, vậy nên đem đến nhà cung Diệp thôi. Con để nhiều thứ ở nhà cung Diệp vậy, nó không khó chịu sao? Không đâu, ảnh còn nói nhà ảnh rất nhiều chỗ có thể để thoải mái. Mary Hùng, anh về rồi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Super Senior vàng âm thanh của mình. Về rồi hả? Sao trễ vậy? Phải rồi. Sao mà nhiều búp bê này vậy? Của em hả? Đúng rồi đó. Thấy nhà của anh lúc trước có vẻ trống, không có chút sinh khí, nên đem mấy con búp bê chân ở đây. Bây giờ ấm cúng hơn rồi đúng không? Có tụi nó cùng anh ăn cơm. Phải. Trước đó đi Nhật Bản mua mấy con búp bê Nhật về đây tính chân ở phòng khách. Ai dè chú nói rùng rợn quá không cho em chân, kêu em bỏ vào nhà kho. Tụi nó không thấy mặt trời cũng lâu rồi. Thực ra thì anh Nhân nói cũng không có sai đâu. Đó, em nhìn đi. Hey, cái mặt nhìn sợ quá à. Như là anh nghe nói á, búp bê là có linh khí đó. Vào đêm á, tóc tụi nó sẽ mọc dài ra. Làm gì mà sợ chứ, dễ thương lắm. Với lại em để đây nhiều năm rồi, tóc có mọc dài đó đâu, người ta nói bậy thôi. Còn cục pha lê này nè, mắc lắm đó. Người ta nói có pha lê có thể cải thiện khí sắc của nhà, còn viên này có thể giúp anh tạo nhân duyên, rất hợp với người làm marketing như anh. Anh đâu có tin mấy thứ này đâu. Anh không thích hả? Vậy em sẽ dọn về nhà hết. Nhưng mà cục pha lê này nặng lắm, lúc em đem từ nhà qua đây cực lắm đó. Cũng không phải. Nhìn kỹ cũng đẹp mà, anh thích lắm. Thích là được rồi. Anh có biết em giúp anh làm cái này, làm cái này, cái này, cái này, cái này. Làm hơn mấy tiếng lần đó, nhức hết cả lưng, còn nữa nha. Em chiên bò cho anh ăn, bị dầu bắn vào tai rồi, em phải đeo bao tai vào liền, nếu không, không chiên tiếp được. Em giúp anh làm nhiều thứ như vậy, làm sao anh mở miệng nói là em làm cho anh thấy ghê sợ vậy chứ. Thôi kể đi công việc, cổ quậy phòng khách thôi, kể cổ đi. Ê! Nắp bồn cầu giải bông. Nắp giải bông này đẹp lắm đúng không? Bà nói nắp giải bông rất dễ dơ, không cho em dùng ở nhà, cho nên em đem qua đây đó. Vậy hả? Anh khó chịu hả? Anh khó chịu, đem tháo nó ra. Không sao đâu, em thích thì được rồi. Tại sao mình lại nói không sao chứ? Mai mốt thì sao đây? Con về rồi. Ăn cơm được rồi nghe. Dạ. Hả? Tối nay sao tự nhiên về nhà ăn cơm? Không phải nói ở nhà em làm hải sản cho anh ăn sao? Có thời gian cũng phải làm cô gái ngoan, về nhà ăn cơm với ba chứ. Em nhìn chú Căng xem vui quá trời luôn đó. Ngon quá. Mary, cô có vẻ ăn ngon miệng ha. Tất nhiên rồi, lâu lắm không được ăn cơm ba nấu. Ủa, vậy bình thường cũng là chị Mary đích thân vào bếp hả? Phải rồi, nhưng mà làm cho Mary Hùng vừa tan ca đã chạy đi mua thức ăn. Thực ra tôi cũng thấy vất vả cho cổ, cho nên nhiều khi tụi này cũng là kêu đồ ăn về. Ăn nhiều bột ngọt hả? Không có tốt đâu nghe. Cho nên bây giờ ăn được cơm nhà nấu có phải rất vui không hả? Một lát ăn cơm xong còn có thể coi với ba bộ phim 8 giờ mà ba thích nhất. Vậy là phải rồi. Mai mốt em hãy ở lại ngôi nhà ấm cúng này nhiều một chút, vậy sẽ ít lên nhà của anh thôi. Vì bị sặc hết gì ba? Bị sặc là bộ mặt này hả? Em mới sực nhớ ra, chai sữa rửa mặt của em để ở nhà anh rồi. Nếu tối nay mở lại đây sẽ không có sữa rửa mặt để dùng. Chị xài chai của em được rồi. Không được, dạo này da chị bị dị ứng, chai đó mới mua đó. Ở đây anh xuống dưới mua cho em. Không cần, một lát chúng ta ăn cơm xong về sớm chút là được rồi. Hả? Lại qua nhà hả? Ăn chè luôn rồi hắn về. Không được ba ơi, ăn luôn chè con sợ trễ đó. Ăn xong lẹ lên để còn về sớm. Lại thất bại nữa rồi. Đúng rồi, nhân tiện anh đang ở đây em còn mua hai túi đồ cần đem qua bển. Còn đồ để dọn à? Trễ quá rồi, về nhà mau thôi. Được. Đại tiểu thư gọi điện thoại tới. Dạ, đại tiểu thư. Dạ được, vậy giờ tôi làm liền đây. Đại tiểu thư nói là cần văn bản kêu em ngay lập tức, phải làm cho cổ luôn.
Vậy em cứ từ từ mà làm, anh về nhà trước nha. Không được, em làm nhanh thôi mà. Anh vừa ăn chè vừa đợi em đi. Mình cùng nhau về nhà ha. Nhà, đây mới là nhà của em mà. Bộ chè khó ăn hay sao mà ăn tới than ngắn thở dài vậy hả anh Cung? Cậu không hiểu đâu. Tôi hiểu, sao tôi lại không hiểu chứ? Cậu hiểu à? Anh không muốn gì ba suốt ngày theo anh về nhà yêu quá khó xử. Yêu quá khó xử đó mà, cho nên anh mới vậy đó. Cậu cũng biết hả? Từ những hành động như nét mặt lúc nãy của anh và nhăn mặt nhăn mày đó hoàn toàn thấy được hết luôn rồi. Vậy nếu cậu cũng đã biết, tôi cũng không ngại nói thật với cậu. Thật ra Mary Hùng là bạn gái yêu quý của tôi. Cậu muốn tới nhà của tôi thì tôi rất hoan nghênh tiếp đón vui vẻ, không ngại đâu. Nhưng không ngờ cậu bỗng nhiên lại để đồ đạc và quần áo chất đầy hết ở nhà của anh, thậm chí còn làm biến dạng nhà của anh. Về mặt này khiến cho anh thấy có một chút phiền phức. Đúng là học ngành tâm lý có khác, vậy mà cũng đoán ra được. Thật ra theo tôi ước tính sơ bộ, thể tính số lượng và đồ đạc của dì ba từ nhà tôi mà dọn đi đó ha, thì tình trạng chật chội nhà của anh bây giờ chắc chất chồng như núi luôn rồi đó. Nhà của tôi đã gần đến mức bị giặc chiếm đóng luôn rồi. Sao lại tới nông nổi này chứ anh Cung? Thì chính là bởi vì ba chữ đó. Anh yêu em là không ngại đâu đó. Thật ra cũng không thể trách cô ấy được. Vì lúc cổ mang đồ đạc tới, cô hỏi tôi có ngại không. Tôi sợ cổ không vui cho nên nói là không ngại. Cuối cùng thì có kết quả như vậy đó. Thật ra lúc đó cũng có đồng nghiệp cảnh báo tôi rồi, nói là tôi đừng nên nhẹ dạ quá. Nhưng mà tôi không nghe lời họ. Nè, nhưng mà về chuyện này á thì cậu đừng nói lại cho cô ấy biết nha. Nè, cậu cũng biết con người cổ nhỏ mọn lắm, ngang ngược nữa, lại còn lằng nhằng. Đúng đó, đúng, đúng hết. Nhưng mà nếu như á không muốn để cho người khác biết thì người đầu tiên không được biết chính là ông ngoại. Bởi vì ông còn nhỏ mọn hơn nữa, ngang ngược hơn nữa. Cho nên nếu để cho ông biết được á, ông nhất định sẽ cảm thấy anh là đang ghét bỏ dì ba. Thôi chết, chắc là cái người nhỏ mọn hơn mà tôi đang nói tới xuất hiện. Chú Căng, chú ngoại mới lên hả? Mời chú ngồi. Nè, dựa theo góc độ tâm lý học của tôi phân tích nét mặt của ông nhất định đã nghe hết những gì chúng ta nói đó. Không cần học tâm lý cũng biết mà. Chú Căng, con nghĩ chú có chút hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Thật ra con rất muốn tiến tới hôn nhân, muốn tiếp tục cùng Thủy phát triển đó. Nhưng mà có điều gần đây trong nhà có nhiều thay đổi, nhất thời con có chút không quen lắm, không thích ứng được thôi. Phải đó, ông ngoại à, tự nhiên vì ba đem mấy đồ thủy tinh búp bê Nhật Bản toàn bộ tới nhà của anh Cung, người bình thường cũng sẽ không chịu nổi đâu. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu rồi. Bé ba chiếm đóng nhà của cậu là nó hoàn toàn không đúng. Nhưng mà thật ra cổ cũng không phải là cố ý mà. Đàn ông rất cần có không gian riêng mà. Tóm lại có việc gì cần tôi giúp đỡ, cậu cứ việc nói ra đi. Tôi mà giúp được nhất định sẽ giúp cho cậu. Chú giúp con hả? Phải đó, chúng ta đều là đàn ông cả mà, có gì khó khăn đâu chứ. Chúng ta cùng nhau chống đỡ. Chú Căng à, chú thật là người đàn ông tốt. Chú thật tốt bụng đó. Nè, Cung Diệp, tài liệu chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi. Được thôi. Ba, tụi con đi trước nha. Được rồi. Tạm biệt anh Cung, tạm biệt dì ba. Chúng ta giữ liên lạc nha. Con biết rồi. Bye bye. Ông ngoại à, con muốn hỏi ông một chuyện. Tại sao ông lại giúp cho Cung Diệp hả? Phải đó. Thật ra suy nghĩ của ông cũng giống như tụi con thôi. Chính là không muốn dì ba con suốt ngày tới nhà cậu ta. Ba, tối nay con không về nhà ăn cơm đâu. Lại tới nhà Cung Diệp để ăn sao? Thật ra cũng không cần phải tới hoài đâu. Tối nay chúng ta về nhà chú Căng ăn thì được rồi. Không được, đã mua cái đùi gà để làm gà rang muối cho anh mà. Để trong tủ lạnh, không ăn sẽ hư đó. Đúng không ba? Hả? Chúng ta tới giờ về công ty làm rồi. Tạm biệt ba nha. Chú Căng à, chú tính tiền giùm nha. Được rồi, được rồi. Bye bye. Bye bye. Lại không về nhà ăn rồi. Chú Căng chào anh. Chị Quân có gì không? Đây là danh thiếp của tôi. Chuyên gia nước canh ở cử. Cô đưa danh thiếp cho tôi làm gì? Chị Mary gần đây tối nào cũng lên nhà của Cung Diệp. Tôi thấy sắp có chuyện vui rồi. Có thể sẽ mau có em bé nữa đó. Anh chuẩn bị trước là vừa rồi. Cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà mau có em bé vậy? Chị Mary là dạng phụ nữ hiện đại, lên xe trước rồi mới đưa vé, có bầu rồi mới cưới thì có gì lạ đâu. Tôi thấy anh nên chuẩn bị tâm lý trước cũng đúng thôi mà. Thì ra ông ngoại không muốn để cho dì ba bị người ta đồn đãi.
Cho nên dù ông không vui khi nghe được tin xấu xa đó ruồng bỏ con gái của mình, nhưng ông vẫn phải hợp tác với nó. Mong là bé hai đừng có tới nhà của nó hoài như vậy. Chào chú. Mọi người đâu hết rồi? Đi hết rồi hả? Tôi ra tiền mời họ đi ra ngoài uống trà rồi sẽ không có về nhanh đâu. Cũng là chú Căng tinh mắt nhất. Cũng nhờ cậu tối qua nói là có việc phải làm cho nên bé hai mới về đây ngủ đó. Vậy lát nữa chúng ta làm theo kế hoạch. Bây giờ tôi đi trước nha. Cậu cố lên ha. Bà ơi, tối qua đã nói là bà đừng nấu nhiều khoai lang rồi, ăn tới nỗi bị xì hơi hoài luôn. Ý, em xì hơi lớn tiếng quá đó. Sao anh lại ở đây? Tới rủ em ăn sáng. Nhưng mà mặt mũi của em hình như là không được bình thường. Chú Cần nói rất đúng. Con gái sợ nhất là để người khác thấy được lúc họ mới thức dậy mặt mũi chưa chuẩn bị, chưa trang điểm. Ý, không phải em đi trang điểm sao? Khỏi cần đi, nghĩ tới nghĩ lui, sau này ngày nào anh cũng thấy cái mặt này của em, nên để cho anh quen sớm vậy. Sao vậy chứ, không có thúi đâu, ba em nói vậy đó. Không ngờ lại thoải mái tới vậy luôn. Không sao đâu, mình còn chiếc thứ hai. Anh có rất nhiều đồ đạc để dưới gầm giường, đã lâu rồi không có cơ hội lôi ra. Được rồi, cái gì vậy? Nè, Hasukichi. Có phải đẹp lắm hay không? Là bản quảng cáo hiếm đó nghe. Nhưng mà anh luôn cảm thấy không thích hợp để treo trong nhà. Treo trong phòng em có được hay không hả? Cảm giác nhà mình bị người khác xâm chiếm khó chịu lắm, có phải không? Treo trong phòng em cũng tốt, dù sao trên tường cũng không có treo gì, chắc sẽ dán được hết thôi. Em không sao chứ, là Hasukichi đó, là nữ thần của anh, em không giận sao? Không giận. Dán hết vô phòng em, vậy thì anh sẽ ít có cơ hội được thấy cổ rồi. Được, em dán giúp anh. Trời ơi, sao nhăn hết vậy? Người phụ nữ này thật khó đối phó. Nên bây giờ cho dù con có dán đầy hết poster của Hasukichi đi nữa, rồi bỏ quần lót vào trong tủ quần áo của cổ, cổ cũng không có để ý tới. Mong muốn của chúng ta là để cổ sẽ đồng cảm nhận để rời khỏi nhà con mà. Bây giờ xem ra thất bại chắc rồi. Tôi không cần quá nản lòng đâu, tôi vẫn chưa ra tuyệt chiêu. Là tuyệt chiêu gì? Hả? Poster đại tứ hỷ, chứ muốn sao hả? Poster đại tứ hỷ? Sao lại ở đây chứ? Mùi cá mặn nồng nặc vậy sao? Nhật Bản của mình. Bé ba, cô làm cái giống gì mà kêu cứu vậy? Có chuyện gì? Hả? Ba, sao ba lại có mặt ở đây? Tại sao cả khu và cá mặn cũng ở đây hết vậy? Hả? Tại sao Potter Super Senior của con cũng biến thành bông sen? Công việc cậu ta rất tốt. Biết cả khu cá mặn của ba không có chỗ để phơi, cho nên kêu ba mang lên chỗ này. Thì ra đây là hướng nam nhà nắng rất tốt ha. Bà ở đây phơi cải khô, phơi cá mặn, quần áo của con sẽ bị bám mùi cá mặn rồi. Không sao đâu, chúng ta ở đây cũng rộng rãi để chú Căng để ít đồ. Giờ bị ba chiếm hết chỗ rồi. Con cũng mang rất nhiều đồ qua đây kia mà. Thật ra con và ba cũng giống như nhau thôi. Ba ơi. Cái gì nữa hả? Cái thùng cũ kỹ như vậy ba đem qua đây làm gì chứ, bỏ đi. Xài được thì đừng có phí, đừng có đem bỏ. Còn nữa nè, cái chai rượu xoa bóp đó ba để trong toilet thì nguyên cái toilet đều có mùi rượu xoa bóp rồi. Thì mấy thứ mỹ phẩm của con cũng nồng nặc mùi đó thôi. Mùi rượu xoa bóp thối lắm, còn lại chai thủy tinh nữa ba để đó rất dễ rớt bể. Ba dẹp hết lên giùm con đi. Nè, sao anh lại để cho ba lên đây vậy hả? Làm ở đây toàn là mùi hôi thối. Ông nói là hết chỗ để đồ đạc. Với lại anh cũng đã cho em mật mã rồi, cho nên ổng hỏi anh không có lý do không cho. Mà em cũng không ngờ ba sẽ bắt chước em, khiến cho ở đây bừa bộn quá trời. Anh cũng thấy nhà mình rất bừa bộn. Thật ra có phải là vì em thường xuyên không về nhà, cho nên ba em viện cớ qua đây để đồ? Nhưng mà chủ yếu để nhìn thấy em không? Phải không? Ba em đã lớn tuổi như vậy rồi, muốn con gái thường xuyên ở bên cạnh mình cũng là bình thường thôi, phải không? Cũng phải ha, dạo này em thường qua đây, ít khi về nhà mà. Vậy em phải thường xuyên đi về nhà với ba thôi. Mà không được, chắc em cũng phải mang hết đồ về nhà thôi. Mất công ám hết mùi cá mặn với cải khô ở đây thối chết đi được. Ba sẽ bắt chước theo em rồi mang hết đồ về luôn. Được. Cuối cùng cũng đã thành công rồi. Ngon quá đi.
Đúng là chỉ có ba nấu ăn là ngon nhất. Thủy à, sao dạo này con ít qua nhà của Cung Diệp vậy? À, hai người có phải là đã... Không có gì, tụi tôi chỉ muốn về thăm ba nhiều một chút thôi. Nếu vậy tốt quá rồi, chị nhìn chú Căng vui vẻ biết bao nhiêu kìa. Tất nhiên rồi, con gái thường xuyên về nhà thăm chú đương nhiên là vui rồi. Chú Căng à, cây của chú xài được lắm nha. Mary Hùng dạo này rất ít tới nhà con. Đã nói là tùy chiêu thì đương nhiên là xài được rồi. Nhưng mà vậy nè, mấy cá mặn và cải khô của chú khi nào chú lấy đi vậy? Và chú hay gọi điện thoại cho con, kêu con lật cá khô giúp chú. Chú biết con rất bận mà con không giúp được đâu. Anh nắng ở chỗ của cậu rất là tốt, không lời cũng chẳng sao hết. Sao hả chú, tính không lấy về hả? Phơi thì mấy nắng nữa đi. À phải rồi, món canh cải khô lúc nãy có phải ngon lắm không? Cũng ngon, mấy cải khô đó cũng ngọt nữa. Mấy hôm trước tôi có lên nhà của cậu để lấy về mà. À, nắng ở đó tốt thiệt ha, phơi cái gì cũng tốt hết. Chú lên nhà con khi nào vậy, sao con lại không biết chứ? À, tôi tự nhấn mật mã để vô đó, tôi còn mang cải khô mới đem lên đó phơi nữa. Con nghĩ con có vài chuyện cần bàn bạc với chú. À, tôi còn chén dĩa chưa có đem vô đây nữa. Nè chú Căng à. À. Tại sao vừa mới đuổi một tên cướp thuyền giống như lại có thêm một tên cướp khác nữa? Có phải là muốn biết nguyên nhân? Tại sao? Bởi vì họ là hai cha con kia mà. Tình hình chiếm chỗ của người khác của dì ba rõ ràng là di truyền từ ông ngoại. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết chứ? Không sao đâu mà, có cách giải quyết hết. Anh có thể tin một người sinh viên khoa tâm lý dựa vào thực lực bản thân để vô đại học. Ý của cậu là cậu có thể giúp tôi đuổi chú Căng đi? Anh giỏi thiệt đó. Thật ra là như vậy nè, tôi đang có 50 đôi giày cũng chưa chà rửa cả năm rồi. Nếu như anh đem mấy giày thú của tôi để bên cạnh cá mặn và cải khô của ông ngoại, tôi tin chắc ông sẽ lấy đi. Đơn giản vậy thôi. Có phải muốn làm một tên cướp thuyền khác không? Không có. Mơ đi. Nè, thật ra có thể bằng bạc mà. 40 đôi nha anh Cung. Anh Cung, anh không giống như một người không biết tính toán đâu. 30 đôi vậy, 30 đôi được không?